Tôi là Hun, tôi đến từ nước Đức, và con mắt trái của tôi ảnh hưởng tầm nhìn tôi rất nặng nề, nên tôi không thể nhìn thấy, không thể mở mắt ra, và cơn đau đớn giống như là kim chích, dường như là không chịu đựng được, tôi không thể làm được điều gì. Tôi phải nhắm mắt lại bởi vì cơn đau thật khó chịu đựng nổi, nên tôi không thể nhìn thấy cảnh đẹp của đất nước không thể nhìn thấy được gì cả. Vâng, mọi sự tập trung của tôi, mọi sự tập trung của tôi chỉ về vấn đề đau đớn, nên tôi không thể làm được điều gì hết. Khi một sư Tibi Chót Xô đụng chạm tôi, tôi cảm nhận một sự quyền năng rất lớn đụng chạm tôi, làm tôi ngã xuống. Vâng. Và sau đó, tôi thử nghiệm nhìn vào ánh sáng và không cảm giác năng đề gì cả. Nhìn vào ánh sáng nhất và tôi nhìn vào ánh sáng sáng nhất và không còn sự đau đớn nào nữa. Thật là một cảm giác tuyệt vời để có thể nhìn vào ánh sáng mà không còn bị đau nữa trong con mắt của tôi và tôi có thể nhìn khắp nơi nhìn thấy những quang cảnh đẹp của nước do thái thật tuyệt vời hãy vỗ tay cho đắng làm phép lạ của chúng ta chúa giêsu christ các bạn có thể nhìn thấy mắt trái của anh chàng này đến từ đức con mắt rất đỏ anh ấy khó thể nhìn thấy được đi... được cái gì mà không bị đau đớn bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh. Anh ấy nhận sự chữa lành và ngã xuống. Hãy vỗ tay cho đấng làm phép đạt lạ của chúng ta. Bây giờ bạn cảm giác thế nào? Rất tốt, rất tốt. Là màu gì? Màu đỏ. Đây là màu đỏ vâng tôi có thể nhìn thấy ánh sáng chói của đèn mà trước kia tôi không thể nhìn được chúng ta có một anh bạn đến từ đức anh nói rằng năng đề của mình là không thể nhìn thấy được anh ấy nói khi được đụng chạm bởi người của chúa chờ thì uh, thị lực được phục hồi đây là màu gì màu beige đây là màu gì màu vàng hay nâu đây là màu gì màu đỏ đây là màu gì? Màu xám. Hãy vỗ tay cho Đức Chúa chờ đắng là phép lạ của chúng ta. Bạn có lời khuyên gì cho mọi người? Hãy tin cậy nơi Đức Chúa chờ Ngài là câu trả lời. giê -xu là câu trả lời. Thì bạn được chữa lành bởi lời của Đấng Christ. Chúng ta cầu nguyện bạn vẫn được cai trị bởi lời Ngài để duy trì sự chữa lành này. Amen. Ngày hôm nay chúng ta yêu mến Đức Chúa chờ nhưng lại ghét người ta. Bởi vì có thể người đó là kẻ thù của bạn. Đây là đạo đức giả. Ai không thể yêu người mình thấy được thì không thể nào yêu Đức Chúa chờ mình chẳng thấy được. Người đồng loại, đồng bào của bạn như tôi đã nói có thể là kẻ thù của các bạn. Đây là mệnh lệnh của Ngài. Nếu bạn thật sự yêu Chúa Trời, thì bạn phải yêu người đồng loại của mình. Trong sách Cô Tô thứ nhất, đoạn 1, câu 1, 2, 3, Đại Khái nói rằng nếu chúng ta có tất cả mọi thứ hiểu biết, thông thái, mọi khả năng nói mọi thứ ngôn ngữ, nhưng mà không có tình yêu thương, thì chúng ta chẳng có cái gì cả. Cũng trong đoạn Kinh Thánh đó, Cô Rin thứ nhất, đoạn 13, câu 1, 2, 3, nói rằng, nếu bạn cố gắng nỗ lực làm đủ thứ, làm mọi đủ thứ, và thậm chí hy sinh tính mạng mình, nhưng mà không có tình yêu thương, không có tình yêu thương thật sự cho đức Chúa chờ và cho người ta thì bạn chẳng có gì. Tình yêu thương cho nhân loại, đồng loại, bể gãy mọi uh, vật cản trở. Nó làm tiêu tan mọi làm tiêu chạy mọi cản trở chướng ngại. Không cần biết hàng rào cản trở chướng ngại vật đó là gì. Tình yêu thương sẽ làm tan chạy. Nó sẽ làm tiêu tan mọi, mọi định kiến, mọi sự hiểu lầm, mọi nghi ngờ. Đó là tình yêu thương cho nhân cho nhân loại. Tình yêu thương có lỗ tai để nghe tấm lòng người ta. Với tình yêu thương, bạn có thể nghe được tiếng nói từ tâm người ta và với tình yêu thương cho đức chúa trời bạn có thể nghe tâm lòng người ta bạn biết nhiều khi người ta nói rằng tôi ok ok nhưng thật sự ở trong lòng thì không ok nhưng với tình yêu thương của đức chúa trời bạn có thể nghe được tiếng nói ở trong lòng của người ta và hiểu được tâm lòng người ta khán giả khắp nơi trên thế giới đã đến lúc cầu nguyện trong một chiều không gian khác. Đức Chúa Chờ muốn tôi ngồi và Chúa Chờ muốn tôi đứng. Đây là một chiều không gian khác trong sự cầu nguyện. Hallelujah! Tôi hiểu rằng nhiều người đang trong sự đau đớn và trong sự khó khăn bị chịu khổ bởi virus COVID-19. người là bệnh tật chết chóc. Bất cứ sự gây đau đớn nào, bất cứ virus nào, hãy nghe lời thông cáo này. Chúng nó không phải là người đồng hành của các bạn. Hãy rời khỏi dân sự ta trong danh Jesus Christ. Hãy đi ra khỏi dân sự của ta trong danh Jesus. Hãy rời khỏi dân sự của ta trong danh giê Bất kỳ sự gây đau khổ nào, hãy rời khỏi dân sự của ta trong danh giê Christ. Hãy rời khỏi dân sự của ta trong danh giê Christ. Hãy ra khỏi hệ thống cơ quan họ, ra khỏi bộ phận cơ thể họ trong danh giê Christ. Những, những người đang bệnh trong cơ thể, những người đang đau đớn bất kỳ sự đau lạ nào trong hệ thống cơ quan họ, trong bộ phận cơ thể họ, phải ngừng ngay trong danh giê -xu. Ngừng ngay trong danh giê -xu. Ngừng ngay trong danh giê -xu. Còn tuyên bố trong danh của Ngài, giê -xu. Ô giê Hãy đụng chạm cơ thể của họ bằng một sức khỏe tốt lành. Hãy đụng chạm cơ thể của họ bởi quyền năng chữa lành của Ngài. Trong danh Jesus Christ con cầu nguyện. Sức khỏe thần thánh là phần của bạn trong danh Jesus. Sức khỏe từ trời là phần của các bạn trong danh Jesus Christ. Sức khỏe thiêng liêng là phần của các bạn trong danh Jesus Christ. Amen. Bất kỳ sự đau đớn lạ nào trong hệ thống các bạn. Trong cơ quan các bạn, trong bộ phận các bạn phải chấm dứt trong danh Jesus Christ phải ngừng ngay trong danh Jesus Christ ngừng trong danh Jesus Christ trong danh Jesus Christ chúng ta cầu nguyện Amen 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 bất kỳ vật cản trở nào giữ bạn xuống tôi tháo mở các bạn ra trong danh Jesus Christ tôi mở các bạn ra trong danh Jesus Christ bất kỳ vật cản trở nào ghim các bạn xuống tôi mở các bạn ra trong danh jesus christ tôi thả các bạn ra trong danh jesus christ các bạn được tự do trong danh jesus christ hãy được tự do trong danh jesus hãy được tự do trong danh jesus tôi có thể thấy bạn được tự do tôi có thể thấy bạn được tự do trong danh jesus christ tôi có thể thấy bạn được phục hồi trong danh jesus christ tôi có thể thấy bạn được phục hồi được tự do trong danh jesus christ bởi lòng thương xót của Đức Chúa Trời, tôi có thể nhìn thấy các bạn được tự do khỏi ngục tù của sự thất bại. Tôi có thể nhìn thấy các bạn được tự do khỏi ngục tù của bệnh tật chết chóc. Bệnh tật giết người, Covid-19, tôi có thể nhìn thấy bạn được tự do trong danh Jesus Christ. Tôi có thể nhìn thấy bạn được tự do khỏi ngục tù của tình trạng đình trệ, ứ động. Hỏi ngục tù của tình trạng sự nghiệp thất bại. Khỏi ngục tù của tình trạng thục lùi. Khỏi ngục tù của tình trạng thất bại ngay tại bờ lề của sắp sửa thành công trong danh Jesus Christ. Trong danh Jesus Christ. Hỡi khán giả, đây là một ngày mới cho các bạn và bạn sẽ ca một bài hát mới trong danh Jesus Christ. Amen. Bạn sẽ ca một bài hát mới trong danh Jesus Christ. Amen. Ngay bây giờ hãy bước vào con đường đột phá của các bạn, bứt phá sự nghiệp, bứt phá danh nghiệp. Hãy bắt đầu bước vào con đường đột phá của các bạn. Amen. Tôi có thể nghe sự bứt phá, sự bứt phá, bứt phá tài chính, bứt phá cho sức khỏe tốt lành đột phá đột phá đột phá đột phá trong danh Jesus Christ chúng ta cầu nguyện Amen Amen những người đã từng gạch tên bạn ra sẽ phải đến tìm sự giúp đỡ của bạn trong danh Jesus Christ ở khán giả hãy lắng nghe những người đã từng gạch tên của bạn ra sẽ phải đến tìm sự giúp đỡ của bạn trong danh Jesus Christ Amen Cảm ơn yeah. Chúa. Thank you Lord. It is time for another dimension in prayer god want me to sit and god want me to stand this is another dimension in prayer hallelujah i understand that many people are in pain and in difficulty are afflicted by virus covid-19 You killer disease, whatever affliction, whatever virus. Hear this announcement. They are not your candidate. Lead my people in the name of Jesus Christ. Lead my people in the name of Jesus Christ. They are not your candidate. Lead my people in the name of Jesus. Lead my people in the name of Jesus. Whatever affliction, leave my people in the name of Jesus Christ. Leave my people in the name of Jesus Christ. Leave their system. Leave their organs in the name of Jesus Christ. They are sick in body. They are in pain. Whatever strange pain. In their system, in their organs. Jesus. Cease in the name of Jesus. Cease in the name of Jesus. Cease in the name of Jesus. I speak your name, Jesus. Oh, Jesus. Touch their bodies with good heads. Touch their bodies with your healing power. In Jesus Christ's name, I pray. Divine health is your portion in Jesus' name. Divine health is your portion in the name of Jesus Christ. Divine health is your portion in Jesus Christ's name. Whatever strange pain in your system, in your organs, in your faculty, cease in the name of Jesus Christ. Cease in the name of Jesus Christ. Cease in the name of Jesus Christ in jesus christ's name, we pray. amen. 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 every obstacle holding you down, i loose you in the name of jesus christ. i loose you in the name of jesus christ. every obstacle holding you down, i loose you in the name of jesus christ. i free you in the name of jesus christ. i free you in the name of jesus christ. be free in the name of jesus. Christ. Be free in the name of Jesus. I can see you being free. I can see you being free in Jesus Christ's name. I can see you being restored in the name of Jesus Christ. I can see you being restored, being free in the name of Jesus Christ. By the mercy of God, I can see you free from the prison of failure. I can see you free from the prison of deadly disease, killer disease, COVID 19. I can see you free in the name of Jesus Christ. By the mercy of God, I can see you free from the prison of stagnation, from the prison of career failure. From the prison of setback, from the prison of failure at the edge of sources. In Jesus Christ's name, in Jesus Christ's name. Viewer, this is a new day for you. And you shall sing a new song in Jesus Christ's name. You shall sing a new song in Jesus Christ's name. Right now, begin to walk into your breakthrough. Walk into your breakthrough, career breakthrough, business breakthrough. Begin to walk into your breakthrough. I can hear breakthrough, breakthrough, financial breakthrough. Go ahead, breakthrough, 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 breakthrough. 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 In Jesus Christ's name, we pray. Amen. 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 Those who had written you off shall come for your help in Jesus Christ's name. Give a listen. Those who had written you off shall come for your help in Jesus Christ's name. Amen. 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 Thank you, Lord.